Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin phép gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Tử vi trọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích, đánh giá và tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đến với bạn 90% là độ chính xác. Vậy thì tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng có tử vi như thế nào? Cuộc đời của bản mệnh sẽ có biến chuyển ra sao ở từng phương diện và các giai đoạn? Hãy cùng với chúng tôi đi vào tìm hiểu thông qua nội dung chi tiết mà chúng tôi gửi tới tất cả quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gia chủ nữ mạng Đinh Dậu sinh năm 1957, có cung mệnh thuộc cung Chấn, mạng Sơn hạ hỏa, lửa dưới núi, xưng con gà, tướng tinh con khỉ, Phật bà Quan Âm độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý vị gia chủ Đinh Dậu 1957 nữ mạng qua bài thơ sau. Đinh Dậu cung cấn số này, lửa dưới núi cháy hoài ngày đêm, xuân hạ sinh đặng hợp thời, hỏa bị thủy khắc, đảo điên cực lòng. Thu đông cũng lỗi số nàng, làm ăn vất vả tiền tài chẳng an. Số tuổi tai nạn hải hùng, tưởng đâu bỏ xác nhiều nơi đã rồi, nhưng nhờ ơn đức Phật trời độ qua cho khỏi mấy lần nạn tai. Số này trung vận lao đao, khá rồi tan ra, số tai chưa cầm. Hậu vận mới được an thân, dư ăn dư mặc của tiền đầy kho, nhưng mà vận mệnh đổi đời, lập nên gia nghiệp phải xa quê nhà. Tổng quan, cuộc sống của những người tuổi Đinh Dậu nữ mạng không gặp nhiều thuận lợi ở tiền vận. Đến hậu vận, công danh và chuyện tình cảm có nhiều rối ren. Tuy nhiên ở trung vận có nhiều cơ hội phát triển và thành công rực rỡ. Những người này có số hưởng thọ trung bình từ 73 đến 80 tuổi. Những người sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc thiện thì tự khắc sẽ được tăng lên niên kỷ. Trong năm nay, bản mệnh được phúc tinh, mộc đức chiếu mạng. Đây là các tinh đem đến sự hòa hợp, an ủi. Vậy nên, hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý thần để gia tăng vận cát, chiêu thỉnh quý nhân và các mối quan hệ chất lượng đến với mình. Cụ thể, nữ mệnh Đinh Dậu sinh năm 1957, hợp với vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não, mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên mã não này còn khắc hình ba linh vật Tỵ, Dậu, Sửu, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ, hòa hợp các mối quan hệ xung quanh cho người đeo. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn trở lại, trở thành của một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để có thể cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân mình. Tình duyên, chuyện tình duyên của những người nữ tuổi Dậu được chia làm 3 trường hợp sau. Nếu những người này sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch thì chuyện tình duyên sẽ có 3 lần thay đổi trong cuộc đời. Những ai sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Còn những người sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và không phải trải qua sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên. Gia đạo công danh. Gia đạo của những người nữ tuổi Đinh Dậu được hưởng phúc phần về đường tài lộc, đường tình cảm thì ít hơn một chút. Công danh thì lúc lên cao, khi xuống thấp nhưng cũng chỉ dừng ở mức trung bình. Vào năm 30 tuổi, sự nghiệp sẽ được vẹn toàn, tài lộc dồi dào, tạo dựng tiền đề phát triển mạnh mẽ khi bước vào trung vận. Tuổi hợp làm ăn. Lựa chọn các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần và Giáp Thìn để hùn hạp làm ăn hay thực hiện các dự định lớn sẽ là lựa chọn sáng suốt cho những người nữ tuổi Đinh Dậu. Những tuổi này sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, mưu sự ắt thành. Lựa chọn vợ chồng. Kết duyên với những nam mạng vừa hợp về đường tình duyên lại hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Bính Thân thì cuộc sống hôn nhân của người nữ Đinh Dậu sẽ vô cùng viên mãn. Các tuổi Kỷ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Ất Tỵ và Ất Mùi chỉ hợp với bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Nếu nên duyên chồng vợ, với những người tuổi này thì cuộc sống tạo dựng chỉ dừng ở mức độ vừa đủ, còn tình cảm vợ chồng thì vẫn hạnh phúc mặn nồng. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả khi bạn xây dựng hạnh phúc gia đình với những nam mạng không hợp về tình duyên và tài lộc, đó là các tuổi Đinh Dậu, Quý Mão. Bạn không nên kết mối lương duyên vào các năm xung khắc cho đường tình duyên, đó là 19, 20, 26, 31, 32, 38 và 43 tuổi, sẽ tránh được những trắc trở cho cuộc sống hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, Canh Tý, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Giáp Ngọ là 4 tuổi Đại Kỵ với nữ mạng Đinh Dậu. Mọi sự sẽ dang dở hay gặp thất bại khi bạn kết duyên hay cộng tác làm ăn với những tuổi này.
Nếu bạn kết duyên với những tuổi này thì chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, không nên tổ chức linh đình thì sẽ ở với nhau được đến cuối đời. Nếu là người trong gia đình thì nên cúng sao giải hạn theo từng năm cho mỗi tuổi. Như vậy thì hạn sẽ được giảm bớt. Năm khó khăn nhất. Vào các năm 22, 26 và 34 tuổi sẽ có nhiều trở ngại xảy đến với bạn. Bạn cần chú ý trong mọi việc kẻo gặp tai họa hay bệnh hoạn mất của. Không chỉ vậy, trong năm nay, bản mệnh cũng cần phải chú ý đặc biệt đến các vấn đề sức khỏe do gặp hạn tam kheo, nhất là có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp tay chân. Để tăng cường vận may sức khỏe, bản mệnh sinh năm 1957 nữ mạng có thể dùng pháp khí bình an hàng đầu của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của sự may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú, được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh lịch, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi thay thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, những người nữ Đinh Dậu thích hợp xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành vào giờ này, mọi sự đều suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, kết quả ngoài sự mong đợi. Diễn biến từng năm, từ năm 20 đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi, mọi sự có nhiều lo âu, phiền muộn nên hạn chế xuất hành đi xa, kẻo rước họa vào thân. Năm 21 tuổi và 22 tuổi, chuyện tình cảm có nhiều rạn nứt, hùn hạp làm ăn dễ gặp thất bại, thua lỗ. Năm 24 và 25 tuổi, nhiều thuận lợi cho công danh sự nghiệp phát triển, tài lộc ở mức bình thường. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi và 27 tuổi có nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm, cuộc sống tài lộc dồi dào nhưng vẫn cần chú ý đến việc làm ăn. Năm 28 tuổi và 29 tuổi, mọi thứ đều ở mức khá, có nhiều điều hay đẹp đến trong cuộc sống và công việc khi năm 30 tuổi. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, nhiều cơ hội thuận lợi mang lại nhiều hiệu quả về chuyện tình cảm và tài lộc vào năm 30 tuổi. Không có bất kỳ biến cố nào xảy đến cuộc sống của bạn trong 2 năm 32 và 33 tuổi. Năm 34 và 35 tuổi có nhiều hay đẹp, mọi sự suôn sẻ, gặp nhiều thành công trong cuộc sống cũng như tình cảm. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, không nên xuất hành đi xa hay thực hiện những dự định lớn vào năm 36 tuổi. Những năm còn lại, mọi chuyện không quá xấu cũng không quá tốt, không có biến cố quan trọng. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, vào những năm này, mọi việc diễn ra bình thường, có nhiều thuận lợi cho sự nghiệp, nắm bắt cơ hội và tận dụng hết những gì mình có, sẽ thu về nhiều thành quả bất ngờ. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, nhiều hay đẹp sẽ đến với bạn vào những khoảng thời gian này, cuộc sống tràn ngập sự vui tươi nhưng cần tránh xuất hành đi xa hay hùn hạp làm ăn thì sẽ không bị hao tài tốn của. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, vào những năm này, gia đạo yên vui, hòa thuận, tài lộc dồi dào, công việc gặp nhiều thuận lợi, thu được về nhiều thành quả, chuyện tình cảm có nhiều tiến triển tốt đẹp. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích đến với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm. Số phận còn thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn mạnh khỏe, an lạc và hanh thông.